Sáng ngày 3 tháng 3, tại hội nghị đánh giá triển khai cơ sở dữ liệu cán bộ công chức viên chức, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng C06 chia sẻ quá trình kiểm tra khảo sát thấy rằng, cán bộ công chức thực hiện thủ tục hành chính vẫn yêu cầu người dân cung cấp sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan là có nguyên nhân sâu xa, xuất phát từ việc chưa hoàn thiện được cơ sở dữ liệu. Đại tá Vũ Văn Tấn nêu thực trạng, ngày 1 tháng 1 năm 2023, chúng ta quyết tâm bỏ sổ hộ khẩu, cắt giảm các thủ tục hành chính thì có liên quan tới vấn đề lưu trữ, sử dụng dữ liệu điện tử và dữ liệu đã được số hóa. Đến kiểm tra, cán bộ công chức của chúng ta vẫn khẳng định không yêu cầu người dân phải mang các loại giấy tờ như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hay xác định tình trạng nơi cư trú. Nhưng thực tế đằng sau đó cán bộ vẫn yêu cầu và bắt người dân phải mang các giấy tờ trên đến để mục đích lưu trữ vào hồ sơ giấy. Cán bộ lo lắng vì không có hướng dẫn lưu trữ dữ liệu điện tử như thế nào, cho nên người ta phải tự bảo vệ mình. Do đó, lãnh đạo C06 cho rằng, triển khai dữ liệu phải đồng bộ, phải thực sự cho cán bộ công chức những công cụ để họ yên tâm thực hiện. Ngày 3 tháng 3, Thiếu tá Nguyễn Kim Trung, trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện cơ quan điều tra đã phong tỏa giao dịch kê biên và tạm giữ số tài sản trị giá hơn 100 tỷ đồng trong vụ án tham ô tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Cơ quan công an cũng xác định tổng số tiền bị rút ruột mà các đối tượng đã thực hiện tại trường là 136 tỷ đồng. Trong vụ án này, Phạm Thị Huỳnh Như bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như đã chiếm đoạt từ Lâm Thị Hồng Tâm, 50 tuổi, trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, là thủ quỹ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đã bị khởi tố về tội tham ô tài sản, số tiền lên đến hơn 65 tỷ đồng. Như đã mua sim rác, lập một số tài khoản Zalo, mạo danh người khác để rủ rê Tâm góp vốn làm ăn. Khi Tâm tham gia góp vốn, Như đã chia 100 triệu đồng được cho là lợi nhuận từ việc góp vốn mua bán lô gỗ để Tâm tin tưởng tiếp tục góp tiền. Khi Tâm không còn muốn hùn vốn để kinh doanh gỗ và đòi rút tiền về, Như tiếp tục bịa ra chuyện thắng bạc tương đương 90 tỷ đồng ở Malaysia để dẫn dắt dụ dỗ Tâm đưa tiền, thậm chí bán cả nhà, cầm cố cả chiếc ô tô mà chồng Tâm đang chạy ráp để lấy tiền chuyển vào tài khoản theo lời của Như. Với số tiền chiếm đoạt từ Tâm, Phạm Thị Huỳnh Như đã sử dụng để mua nhiều lô đất, mua ô tô Mercedes để đi lại và tiêu xài cá nhân. Đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 4 bị can liên quan đến vụ án này. Sau 5 tháng sửa chữa, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh báo cáo đã sửa chữa khắc phục sự cố công trình nên kiến nghị cho phép ô tô được phép qua cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Qua đánh giá, Sở Giao thông Vận tải thành phố chính thức cho lưu thông tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh từ ngày 5 tháng 3. Trước đó, cuối tháng 9 năm 2022, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh bị đứt cáp dự ứng lực, ảnh hưởng đến kết cấu, khả năng chịu lực của cầu. Ngày 3 tháng 3, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã thông tin chính thức về vụ việc. Ông T, 48 tuổi, Phó trưởng Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái, tử vong tại trụ sở cơ quan, địa chỉ số 1, đường Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Ông T được phát hiện khi đã tử vong trong tình trạng treo cổ tại phòng làm việc trong trụ sở Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng vào khoảng 20 giờ tối ngày 2 tháng 3. Qua giám định pháp y và khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện ông T có để lại thư trong máy tính làm việc, đề cập đến vấn đề sức khỏe cá nhân. Sau khi sự việc xảy ra, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã động viên hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân. Lionel Messi rất sốc khi nhận thư đe dọa sau khi cửa hàng của gia đình bị tấn công ở Argentina. Các tay súng đã để lại lời nhắn đe dọa siêu sao đang khoác áo của Paris Saint-Germain sau khi chúng tấn công một siêu thị thuộc sở hữu của vợ chồng Messi ở quê nhà của anh. Cảnh sát Rosario đã xác nhận hôm thứ Năm, 14 phát súng đã được bắn vào cửa hàng thực phẩm Uniqlo vào đầu giờ sáng thứ Năm bởi hai người đi xe máy. Không ai bị thương trong vụ tấn công và không rõ tại sao những kẻ tấn công lại nhắm vào Messi hoặc siêu thị Uniqlo vốn đang được điều hành bởi gia đình vợ anh. Cảnh sát cũng cho biết những kẻ tấn công đã để lại một bức thư đe dọa viết trên một mảnh bìa cứng có nội dung Messi, chúng tao đang đợi mày. Jackin là một kẻ buôn bán ma túy, hắn sẽ không bảo vệ cho mày đâu. Pablo Jackin là thị trưởng của Rosario.
Sau vụ việc, Joaquin đã thảo luận với các phóng viên về sự gia tăng bạo lực ở Rosario và tình trạng thiếu cảnh sát cũng như thiếu sự bảo vệ trong thành phố. Cả Messi và gia đình vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành. Ngày 3 tháng 3, Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng phá thành công chuyên án QT1222. Trước đó, trưa ngày 2 tháng 3, tại địa phận thôn Miệt Cũ, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng bắt quả tang Võ Quyết Thắng, 31 tuổi, trú tại thôn Hòa Thành, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp. Được biết, sau một thời gian theo dõi, các lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục ở gần bãi rác thuộc khu vực thôn Miệt Cũ. Khi đối tượng vào bãi rác lấy ma túy và đang trên đường đưa tang vật đi tiêu thụ, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Thắng khai nhận vào ngày 26 tháng 2, đối tượng cũng đã tiến hành giao dịch 12.000 viên ma túy tổng hợp với một đối tượng tại khu vực trên. Chiều ngày 3 tháng 3, ông Thái Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi lắp đặt hệ thống điểm bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học trên diện tích rừng do đơn vị quản lý, đã ghi lại được hình ảnh của hai voi rừng, trong đó có một voi được có ngà nhỏ và một voi cái trưởng thành. Hai con voi này sinh sống từ lâu trên địa bàn Vườn Quốc gia Vũ Quang, năm 2019 cũng đã từng phát hiện chúng qua hệ thống điểm bẫy ảnh. Thời gian tới, Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi các cá thể voi rừng và các loài động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm để xây dựng các giải pháp bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt. Qua đó xây dựng các biển cấm, biển báo các khu vực có voi rừng sinh sống, tổ chức tuyên truyền đến người dân trong khu vực biết để tránh xung đột và có giải pháp bảo vệ đàn voi rừng tránh bị các đối tượng săn bắn.